xin giới thiệu với các bạn đây là cái mai cầu trước này. Cái mai cầu trước này dùng để chế xe 4 bánh đấy, nó dạng như cái ngóng lái ấy. Đây thì các bạn hàn cái ống lối từ bên này qua bên kia đấy, thì các bạn bẻ lái này đấy. Thằng này thì nó được sử dụng bằng những cái ổ bi bạc đạn dạng bi côn, và ở trong cái trụ đứng này thì nó dùng bi đỡ và bi kim, cho nên là cái lực nó rất là lớn. Cái này thì có thể sử dụng tải trọng đến khoảng 2 tiếng 2 tấn được, 2 tấn đến 2 tấn rưỡi thì đều có thể dùng tốt đấy. Cái này thì trong một cái video ngày xưa ấy thì mình có đăng lên rồi, thì nó sử dụng bi đũa đây, nó dùng bi côn các bạn nhé. Đấy, bi côn này thì cái lực tải trọng của nó có thể dùng cho tầm trên dưới 2 tấn không vấn đề gì cả. Nó có một số các bạn có một số cái loại nó rẻ hơn đấy, thì nó dùng cái bi cầu bình thường thôi, thì cái tải trọng nó không được tốt. Còn thằng này nó dùng bi côn cho nên là nó rất là tốt. Cái này thì có thể được kết hợp với hệ thống lái. Thì các bạn có nhu cầu đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Thì một bộ nó bao gồm 2 cái, một cái bên phải, một cái bên trái. Đây, kiểu như thế này. Một bộ thì có 2 lỗ như này. Lỗ này rằng qua thương lái bên này. Cái bộ cầu trước này thì mình có thể sử dụng như hệ thống lái đơn hoặc hệ thống lái đôi đều được. Đối với hệ thống lái đơn thì các bạn chỉ rằng lỗ này qua lỗ này và là xong. Còn hệ thống lái đôi thì mình mới sử dụng những lỗ trên này. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn xem video này nhớ ấn đăng ký kênh để bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng.